Hello, xin chào các bạn nha. Wow, các bạn ơi, hôm nay hãy cùng mình đến với khu vườn đồ chơi này nha các bạn. Wow, các bạn ơi, xung quanh của mình là toàn là khu vườn đồ chơi nè các bạn. Rất là nhiều đồ chơi đẹp luôn các bạn ơi. Đây, đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn những món đồ chơi nào nha các bạn. Wow, đây là một chiếc xe bồn nè các bạn. Đây là một chiếc xe bồn chở xăng nè các bạn. Nó có một cái thùng đằng sau màu vàng nè các bạn. Nó có một cái đầu của nó là màu xanh dương nè các bạn. Nó có những cái bánh xe màu vàng rất là đẹp luôn các bạn ơi. Wow, các bạn thấy chưa? Chiếc xe bồn của chúng ta rất là đẹp các bạn. Đó, phía đằng sau này của nó có một cái cầu thang màu đỏ nè các bạn. Wow, phần đầu của nó là màu xanh dương nè các bạn ơi. Đây, mình sẽ xoay một vòng cho các bạn cùng xem nha. Wow, xe của chúng ta rất là đẹp luôn. Tiếp theo của chúng ta đây là một chiếc xe ben chở cát nè các bạn. Đây, nó có một cái đầu của nó là màu xanh lá nè các bạn. Phần sau này của nó là màu vàng nè các bạn. Wow, nó có những cái bánh xe màu cam rất là đẹp luôn các bạn ơi. Ồ, các bạn thấy chưa? Phía trước này của nó là cái cản màu xanh dương nữa bạn. Nó có những cái kèn màu đỏ rất là đẹp luôn. Wow, chiếc xe ben của chúng ta rất là đẹp nha. Mình sẽ bỏ qua cái bên nha. Tiếp theo đây là một chiếc xe gì đây các bạn? Wow, đây là một chiếc xe máy xúc nè các bạn. Đó, nó có những cái bánh xe rất là to luôn, to gần bằng cái thân chiếc xe luôn các bạn. Wow, phía trước này nó có một cái đồ xúc cát nè các bạn. Mình sẽ xúc thử cát nha. Đó, các bạn thấy chưa, xúc được rất là nhiều cát luôn nè các bạn. Bây giờ mình sẽ thử đổ lên chiếc xe ben này nha. Nó các bạn thấy chưa, mình sẽ xúc cát tiếp nha, để đổ lên chiếc xe ben nha. Wow, các bạn thấy không? Đây, mình sẽ đổ lên nha. Đó, đổ tiếp nha các bạn. Đây, wow, các bạn thấy chưa, rất là nhiều cát luôn. Tiếp theo mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây là một chiếc xe chở rác nè các bạn. Wow, các bạn thấy chưa, nó có một cái đầu màu trắng nè các bạn. Phía đằng sau này của nó là màu xanh dương nè các bạn. Wow, xe này là xe bồn chở rác đây. Cái đồ chở rác này của nó có thể di chuyển được tới luôn luôn các bạn. Nó có thể nâng lên hạ xuống được luôn nè các bạn. Chiếc xe rất là dài luôn nè các bạn ơi. Wow, các bạn thấy đẹp chưa? Bây giờ mình sẽ dùng thử chiếc xe này để mình xúc cát đó nha các bạn. Để mình bỏ lên chiếc xe đổ rác nha. Đó, mình sẽ xúc tiếp cát nha. Wow, rất là nhiều cát luôn nè các bạn ơi. Đó, nó đầy cát nè bạn, mình sẽ gáp lại nha. Đó, mình sẽ để nó về vị trí ban đầu, mình sẽ xúc tiếp cát nha. Đó, các bạn thấy chưa, mình sẽ xúc đầy cát rồi. Bây giờ xe sẽ chạy tới công trình nha các bạn. Này, mình sẽ đổ cát xuống. Wow, mình sẽ đổ cát xuống hết nha. Đó, các bạn thấy chưa, chiếc xe đang đổ cát xuống hết luôn nè các bạn. Đó, nó sẽ đổ cát sạch xuống nha. Bây giờ nó sẽ đóng lại. Wow, nó sẽ chạy về công trình nha. Wow, đây là một chiếc xe gì đây các bạn? Đây là một chiếc xe cứu hỏa nè các bạn ơi. Đó, các bạn thấy chưa, chiếc xe cứu hỏa của chúng ta màu đỏ nè các bạn. Đó, phía trên này của nó là màu xám nè. Wow, cái phần sau của nó là có hình cái cầu thang nè các bạn, hình của bình cứu hỏa đây, hay đây là hình cái xúc nè các bạn. Wow, chiếc xe cứu hỏa của chúng ta rất là đẹp luôn. Còn đây là một chiếc xe gì đây? Wow, đây là một chiếc xe cần cẩu nè các bạn. Đó, nó sẽ dùng cần cẩu nha, nó sẽ cẩu lên cẩu xuống nha các bạn. Nó cẩu được rất là nhiều đất các bạn ơi. Wow, chiếc xe cần cẩu của chúng ta cẩu rất là nhiều đất luôn nè. Đó, các bạn thấy chưa, mình sẽ cẩu đất thử nha, nhưng mà nó cẩu không nhiều bằng cái chiếc xe kế bên này các bạn ơi. Chiếc xe kế bên của chúng ta cẩu được rất là nhiều đất luôn nè các bạn. Đó, mình sẽ cẩu thử đất nha. Đó, các bạn thấy chưa, cẩu rất là nhiều đất luôn. Còn chiếc xe này là nó cẩu ít đất lắm các bạn ơi. Wow, chúng ta sẽ xem chiếc xe gì đây. Đây là một chiếc xe bồn chở nước này các bạn. Đó, các bạn thấy chưa, chiếc xe bồn chở nước của chúng ta có cái đầu màu trắng nè, cái thùng đằng sau của nó là màu xanh dương nè các bạn. Đó, các bạn thấy chưa. Wow, nó có những cái bánh xe màu xám rất là đẹp luôn. Chiếc xe bồn này dùng để chở nước tưới công trình đó các bạn. Còn đây là một chiếc xe gì đấy các bạn? Đây là một chiếc xe cảnh sát nè các bạn. Chiếc xe cảnh sát màu trắng, phía trên này của nó có những cái còi nè các bạn ơi. Rất là đẹp luôn. Wow, còn đây là một chiếc xe quân sự tên lửa nè các bạn. Đó, các bạn thấy chưa, chiếc xe quân sự màu xanh lá nè các bạn ơi.
Nó có một cái tên lửa màu đỏ, cái đầu của nó màu đỏ rất là đẹp luôn các bạn. Đó, các bạn thấy chưa, nó có những cái bánh xe nè các bạn, màu trắng nè. Bây giờ phía đằng sau này mình sẽ nâng lên nha. Wow, để cho nó bắn thử nha. Bùm. Đó, các bạn thấy chưa, nó nâng cao lên nha các bạn. Nó bắn được rất là ghê luôn các bạn. Bùm. Đó, bây giờ mình sẽ hạ xuống thử nha. Bùm, mình sẽ lắp ráp về vị trí ban đầu nha. Đó, các bạn thấy chưa, rất là đẹp luôn. Chiếc xe tiếp theo của chúng ta là một chiếc xe cũng là quân sự luôn các bạn, màu xanh lá cây nè các bạn. Đó, phía trên đầu của nó là hai ống tên lửa nè các bạn. Wow, các bạn thấy chưa? Ồ, nó có những cái bánh xe màu trắng rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ hạ xuống thử nha. Đó, mình sẽ nâng lên, bắn bùng. Mình sẽ hạ xuống thử nha. Rồi, bây giờ mình sẽ xem chiếc xe tiếp theo nha. Đây là một chiếc xe bồn chở rác nè các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Nó có một cái đầu màu trắng nè các bạn. Còn cái thông đằng sau của nó là màu xanh dương nè các bạn ơi. Đó, các bạn thấy chưa? Đằng phía sau này là nó có cái nắp nè. Đó, mình có thể đổ rác được xuống luôn nha các bạn ơi. Đó, bây giờ mình sẽ đổ thử rác xuống nha. Đó, các bạn thấy chưa? Chiếc xe bồn chở rác của chúng ta rất là đẹp luôn. Tiếp theo của chúng ta đây là một chiếc xe quân sự nè các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Chiếc xe quân sự của chúng ta màu xanh lá cây nè các bạn. Đó, các bạn chơi chiếc xe quân sự màu xanh lá cây của chúng ta đây, nó có những cái bánh xe màu trắng này, phía trên này của nó là những cái đầu đạn tên lửa màu đỏ nè các bạn. Đó, các bạn chơi chiếc xe quân sự rất là đẹp luôn. Mình sẽ xoay một vòng nha. Wow, các bạn thấy chưa, rất là đẹp các bạn ơi. Bây giờ tiếp theo mình sẽ cho các bạn cùng coi nha. Đây là một chiếc xe quân sự đầu đạn màu đỏ nè các bạn. Đó, các bạn thấy chưa, chiếc xe quân sự của chúng ta rất là đẹp luôn các bạn ơi. Nó có những cái bánh xe màu trắng này các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Wow, để mình nâng lên thử nha, xem nó nâng cao không nha các bạn. Wow, nó nhổng lên rất là cao luôn các bạn ơi. Đó, nó nhổng cao này để nó bắn này các bạn. Còn đây là xe quân sự hồi nãy là mình nhổng thử nha. Đó, các bạn thấy chưa, chiếc này là không nhổng được các bạn ơi. Còn đây là một chiếc xe chở cát nè các bạn. Đó, các bạn thấy chưa, chiếc xe chở cát của chúng ta rất là đẹp luôn các bạn ơi. Wow, đây chiếc xe chở rác này các bạn thấy chưa. Bây giờ mình sẽ bỏ xúc cát thử, bỏ lên chiếc xe bên chở cát này nha các bạn. Wow, bây giờ mình sẽ xúc thử nha. Và mình sẽ đổ lên nha, đổ thật là đầy cát lên luôn nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ đổ tiếp nha. Các bạn thấy chưa, mình đã đổ rất là nhiều cát luôn nè các bạn. Đó, rất là nhiều cát luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chạy tới công trình để mình đổ xuống nha. Đó, mình sẽ đổ xuống nha, mình sẽ hạ nó xuống, đổ xuống đây các bạn. Hãy subscribe.
súc này khác rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng chiếc xe ben này mình đổ cát xuống nhà. Cát xuống đồ ăn rất là ít cát luôn các bạn. Chiếc xe ben này nếu mà đổ cát xuống sẽ là rất là nhiều cát luôn các bạn ơi. Wow, bây giờ mình sẽ đổ cát xuống nhà. Các bạn thấy chưa, đổ rất là nhiều cát luôn các bạn. Sẽ xúc cát mình đổ lên chiếc xe ben này nha các bạn ơi. Wow, rất là nhiều cát luôn các bạn. Đầy dọc cát luôn mà.
xe cứu hỏa trên cái thùng chiếc xe ben nha các bạn. Wow, đó, một cái cầu thang rất là dài luôn nè.